chứ. Nhờ thầy chết cũng nhờ thầy cho cái hộ trong đây có cháu mà nó kêu bằng cô bằng gì mà đã thấy mình khổ quá, nó cũng nó không dám lại gần lạnh xa. Có bao giờ chúng ta nghĩ một mai này chúng ta sẽ già đi? Chúng ta sẽ còn lại gì? Chúng ta sẽ ra sao? Và cuộc sống chúng ta sẽ thế nào? Câu nói của bà cụ: có con cháu nhưng mà nó thấy mình khổ, nó không dám tới, làm Khánh phải suy nghĩ rất nhiều trong cả chuyến đi. Khánh nghĩ về ba mình, mẹ mình. Cũng đã có lúc Khánh tự hỏi liệu rằng chỉ với đôi bàn tay của mình có thể giúp ba mẹ mình có một cuộc sống khi về già an yên hơn không? Rồi Khánh tự nhủ lòng mình phải cố gắng thật nhiều, để mong sao trên hành trình mà Khánh đang đi có sự đồng hành của ba mẹ. Bị tắc mạch máu á, tắc mạch máu xong rồi máu nó không có lưu thông xuống chân á, chỉ có cái chân chú rồi. Đúng rồi, xong nó phải cắt chân đi mới sống được. 3 năm rồi. Cắt cái chân ra. Chúng ta còn may mắn còn ba, còn mẹ. Đó là một phước phần mà trời ban tặng cho mọi người. Vì nhìn các em nhỏ ở đây, Khánh thấy mình còn may mắn hơn các em rất nhiều. Vì mình còn ba, còn mẹ. Những ánh mắt, nụ cười của các bé tuy đơn sơ, nhưng chính các bé cũng đã tiếp thêm phần động lực để Khánh bước tiếp trên con đường của mình. Và cả những người cùng hoàn cảnh với mình. Dạ. Đưa tay đây bật ra coi. Dạ dạ. Khỏe không? Cháu khỏe. Con dạ. Bị đau chưa? Con bị 3 năm rồi. Nhưng mà tai nạn hả? Con bị tắc mạch máu. Dạ. Thầy nè, thầy tự nhiên cái ngủ dậy cái giờ hai chân đi không được. Thầy tính mua chiếc xe y như con vậy đó. Dạ. Hôm nay nhiêu tuổi? Con 29 á. 29 đẹp trai mà trẻ mà uổng đời thầy. Dạ. 68 tuổi. Vì thầy dạy học. Nhưng mà thầy sao lại bị này sao đấy? Ngủ vậy là hai cái chân đi không được. Khi còn từ đây lên đây thầy muốn bẩn. Dạ. Giờ thầy có nói gì thầy cũng biết hết. Dạ, con hiểu. Có nghĩa là thầy bị lâu chưa ạ? 2 năm rưỡi. 2 năm là thầy vô đây luôn. Thầy bị hồi đó thầy dạy đây, thầy không có vợ con. Dạ. Rồi thầy muốn bây giờ con không có vợ con lên đây ở với thầy. Dạ. Thầy con qua đời á thì lo. Dạ. Mà nãy thấy cái xe tự nhiên muốn rơi nước mắt à, rất tiếc, rất tiếc. Thật tiếc. Tuổi trẻ. Tiếc cho con hả? Tiếc, rất tiếc. Tuổi mới 29 tuổi ha. Dạ. Đẹp trai, nói năng rất lịch sự và tế nhị. Dạ. Ứng xử rất là hay. Dạ. Nhưng mà thì nói chung thầy muốn nói về cái an ủi con chút. Dạ, dạ. Tất cả chúng ta quay trở lại thế gian này thì chúng ta đều trả nghiệp. Đúng rồi, dạ. Con mà nếu mình không trả thì mình kiếp sau mình cũng phải trả nữa. Dạ. Cũng như thầy, đây là thầy đang trả đây. Đúng rồi. Cho nên thầy vui vẻ thì chấp nhận thì trả. Dạ. Giống như thầy mượn con 100 ngàn mà thầy không trả sớm á. Dạ. Thầy không dám gặp mặt con. Đúng rồi. Thầy thấy lánh con mà thầy thấy tự hổ thẹn lương tâm mà. Dạ. Thôi giờ mình cứ trả đi. Dạ. Đồng ý ai cũng có cái nghiệp duyên á con. Dạ, dạ. Đúng không thầy? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi thầy. Thì thầy cũng có cái nghiệp thầy trả. Thì bây giờ thầy tính vậy nè, thôi bây giờ mình trả đi, nhưng mà mình phải ráng cố gắng làm sao á, mình phải dũng cảm mình nhận ra cái sai sót của mình. Dạ, dạ. Đúng không khách? Dạ, đúng rồi thầy. Dạ, ok. Dạ. Đấy, con người ta là vậy,
bản năng chúng ta luôn được trỗi dậy đúng lúc, đúng thời điểm ta khó khăn nhất, như thầy giáo này vậy. Họ không chấp nhận buông bỏ, mà họ vẫn đứng lên để chứng minh rằng chỉ cần chúng ta còn sống, thì dù khó khăn nào chúng ta cũng sẽ đứng lên được.